Dâng kính chào các bạn. Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 8 2019 thì chúng ta đã có bắt gặp một cái thông tin rất đặc biệt. Đó là việc Tổng thống Trump vừa đấm vừa đàm, còn Chủ tịch Tập Cận Bình thì vừa lúc cười lúc khóc. Vì sao điều đấy xảy ra? Vì chính hôm nay Tổng thống Donald Trump đột ngột thông báo Trung Quốc muốn đàm phán về chiến tranh thương mại với Mỹ. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể ghi nhận được cái hình ảnh đó. Và hôm 26 tháng 8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận thương mại sau khi liên lạc với các quan chức thương mại Hoa Kỳ vào tối hôm qua để nói rằng họ muốn quay lại đàm phán. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Paris, Pháp, ông Trump ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo vĩ đại và cho biết rằng triển vọng đàm phán là một động thái rất tích cực đối với thế giới. Họ đã bị tổn thương rất nặng nề nhưng họ hiểu rằng đây là điều đúng đắn và đúng đắn để thực hiện, ông Trump nói. Vâng, các bạn thấy những cái lời lẽ mà ông Trump nói thì rất là đặc biệt, bởi vì là ngay ngày hôm qua các bạn cũng đã chứng kiến, chỉ trước có một ngày thì ông ta đã nói rằng Tổng thống Trump tiếc không đánh thuế cao hơn với Trung Quốc. Và khi Tổng thống Donald Trump nói hôm 25 tháng 8 rằng ông đã nghĩ lại về việc tăng cường cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, ông muốn nói rằng ông ước đã nâng mức thuế cao hơn nữa với Bắc Kinh. Có nghĩa là cái điều mà Tổng thống Donald Trump nói trước hôm sau khác nhau rất nhiều. Và các bạn cũng có thể nên phân tích thêm, vì một cái người tổng thống như vậy và một tỷ phú như vậy để họ xây dựng được một cái công ty rất lớn với cái doanh thu hàng tỷ, với số tiền hàng tỷ USD thì không phải là cái chuyện đơn giản. Và ông đã được nước Mỹ, người dân Mỹ bầu lên làm tổng thống một cách hợp pháp, và ông hiện nay đang làm việc với vai trò tổng thống Mỹ, nhưng ông nhận lương ông gần như không nhận lương, và điều đó rất đặc biệt, khác với các lãnh đạo của Việt Nam hoàn toàn khác như vậy. Và ông lại ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc là người vĩ đại. Nhưng mà các bạn phải biết rằng khi ông ta ca ngợi như vậy thì có nghĩa rằng là có thể chúng ta phải tìm hiểu ở khía cạnh khác, chứ không phải vĩ đại như là chúng ta vẫn nghe những lời lẽ tương tự như vậy ở trong nước. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng đã biết ngay lập tức là Phó Thủ tướng Trung Quốc đã dịu giọng với Mỹ, và cũng hôm 26 tháng 8 Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, nhà đàm phán hàng đầu trong các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ trước đây, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ thông qua các cuộc đàm phán bình tĩnh và cương quyết phản đối leo thang xung đột. Thì đây là cái điều mà chúng ta ghi nhận khi mà ông Tổng thống Mỹ Donald Trump có những cái động thái cương quyết đối với Trung Quốc, thì lập tức một thời gian rất ngắn sau đó là Trung Quốc bắt đầu phải dịu giọng ngay. Và cái điều đó có lẽ các lãnh đạo ở trong nước cũng nên xem xét và có những biện pháp phù hợp với Trung Quốc, vì nếu chúng ta quá mềm mỏng với Trung Quốc thì đương nhiên họ sẽ tiếp tục leo thang. Và cái sự mà việc mà tàu Hải Dương 8 cùng với đội tàu hậu cần và hộ tống hiện nay vẫn nằm ở ngay gần bờ biển Phan Thiết của Việt Nam, đây là cái điều mà Việt Nam rất đau đớn, nhưng chúng ta cũng phải có cái biện pháp rõ ràng với Trung Quốc, như là Mỹ với Trung Quốc, thì mới có thể các nước quốc tế mới có thể trên cơ sở đó mới giúp Việt Nam được, vì Việt Nam phải lên tiếng trước tiên đã. Và các bạn cũng đã biết là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài cả năm đã làm chao đảo kinh tế thế giới, và hình ảnh mà các bạn cũng thấy rất nhiều trên các trang truyền thông quốc tế cũng như trong nước là chứng khoán châu Á tràn sắc đỏ khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang. Và đây là hình ảnh chứng khoán, một buổi giao dịch chứng khoán ở Trung Quốc ngập tràn những cái điểm màu đỏ, tức là những cái đường đi xuống của chứng khoán rất mạnh mẽ. Và chúng ta cũng thấy là cái tác hại của cuộc chiến giữa hai nước như thế nào, và người Mỹ đã phải trả thời gian này phải trả nhiều tiền hơn để mua được hàng của Trung Quốc bởi vì thuế nhập khẩu tăng. Đương nhiên là Hoa Kỳ cũng thu được một số tiền thuế kỷ lục từ Trung Quốc, và nhưng họ đã sử dụng đồng tiền này đã đem một phần hàng tỷ USD để giúp đỡ các nông dân của mình. Và hình ảnh các bạn có thể thấy đây là hình ảnh mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp hàng tỷ đô la cho các nông dân bị tổn thất trong cuộc chiến thương mại của ông Trump với Trung Quốc cũng như với các đối tác thương mại khác của Mỹ. Thì đây là cái điều rất đặc biệt ở những cái nước tự do và dân chủ, khi họ thu được tiền thuế và người nông dân bị thiệt hại thì lập tức họ dùng cái tiền đó họ hỗ trợ ngay cho nông dân. Nhưng người Việt Nam của chúng ta thì khi mà có những cái thiệt hại do cái khó khăn do Trung Quốc gây ra ở biên giới phía Bắc, khi Việt Nam không thể nhập hàng sang đấy, thì những cái nông sản, thổ sản và thủy sản của Việt Nam đã bị
dồn ứ ở biên giới và phải đổ đi hoặc là bán với giá rất rẻ mạt, và người nông dân cuối cùng là phải chịu cái thua thiệt. Thì cái điều mà Mỹ làm hoàn toàn ngược lại, họ sẽ hỗ trợ ngay lập tức cái người nông dân của họ. Và tình hình Trung Quốc, kinh tế của Trung Quốc thì đang rất đáng lo ngại, vì các nhà xưởng đã đóng cửa rất nhiều và họ đang có rất có cái kế hoạch là rời đi khỏi Trung Quốc. Và cụ thể nhất là các bạn thấy là công ty rất lớn là Foxconn, khi mà họ rời đi và họ sang Mỹ mở nhà máy để tránh thuế, đánh thuế của ông Donald Trump, hoặc là đưa sang nhà máy của những nước khác, thì có sẽ có hàng triệu công nhân Trung Quốc sẽ bị sa thải. Thì đây là rất tệ hại đối với Trung Quốc, bởi vì khi những người lao động mà họ với mức thu nhập rất thấp mà họ đột nhiên lại bị mất việc, thì trong một thời gian ngắn thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ có nhiều cái điều hỗn loạn xảy ra, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân ở đây. Và Việt Nam thì tất nhiên là sẽ hưởng lợi, có thể sẽ hưởng lợi trong cái quá trình này, khi mà các công ty của Trung Quốc chạy sang Việt Nam, một phần sẽ chạy sang Việt Nam, nhưng đồng thời cũng sẽ bị Tổng thống Donald Trump cảnh cáo thêm, bởi vì ông đã từng nói rằng là Việt Nam đang lạm dụng thương mại với Mỹ và còn tệ hơn Trung Quốc. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ ràng, trước khi đi dự hội nghị G20 tại Nhật thì ông ta đã tuyên bố như vậy, là ông ta nói rằng Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng chỉ trích Việt Nam đã lạm dụng thương mại với Mỹ, và ông nói Việt Nam là thậm chí đối xử với Mỹ còn tệ hơn cả Trung Quốc. Đấy, thì các bạn thấy hình ảnh như vậy là rõ ràng đấy là một cái răn đe, một cái đe của ông Tổng thống Mỹ đối với cả những cái thể chế độc đảng, độc tài ở tại Trung Quốc, và bây giờ là ngay cả Việt Nam, nếu Việt Nam tiếp tục thâm hụt thương mại rất lớn với Mỹ, mà thời điểm này là theo như tôi được biết thì thâm hụt rất nhiều, càng ngày càng nhiều, và khi các nhà xưởng sản xuất di rời sang Việt Nam để sản xuất và từ đó xuất hàng sang Mỹ, thì đương nhiên là cái cán cân thương mại, những cái mặt hàng xuất đi của Việt Nam sẽ càng nhiều hơn nữa, và cái hàng nhập từ Mỹ vẫn như vậy, thì đương nhiên là phía Mỹ chắc chắn sẽ có những biện pháp không dễ chịu gì đối với Việt Nam trong thời gian tới. Và đương nhiên là nếu Việt Nam vẫn duy trì chế độ độc đảng cộng sản với đường lối định hướng xã hội chủ nghĩa, mất tự do, dân chủ và nhân quyền, thì cái nguy cơ tiếp tục bị Mỹ trừng phạt trong thời gian tới tương tự như Trung Quốc vì thâm hụt thương mại sẽ ngày càng hiện hữu hơn. Bởi vì như các bạn cũng đã chứng kiến, ông Tổng thống ở Mỹ Donald Trump, ông đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc rằng chủ nghĩa xã hội chỉ đem lại đến cái đau khổ cho người dân mà thôi. Và rõ ràng là với cuộc chiến thương mại với Trung Quốc thì đây là cái tín hiệu phát đi rất rõ ràng của Tổng thống Mỹ cần phải tiêu diệt chủ nghĩa xã hội, và Việt Nam là một trong những nước như vậy. Và Trung Quốc chắc chắn là thời gian tới cũng rất khó chịu khi Việt Nam xích lại gần Mỹ, và bên cạnh đó Việt Nam lại lôi kéo rất nhiều những công ty từ Trung Quốc sang Việt Nam để kinh doanh, để sản xuất. Thì nên Trung Quốc đã gây rất nhiều sức ép về kinh tế, mà cụ thể họ còn gây ra những cái điều rất nguy hại đối với Việt Nam, đó là tìm mọi cách họ chống, họ đưa tàu thuyền vào trong các vùng biển của Việt Nam để xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và họ nói rằng là đấy là vùng chín đoạn là của đất là chủ quyền của họ. Với những hình ảnh các bạn thấy là tàu thăm dò Hải Dương 8 tiếp tục liên tục trong thời điểm này, ngay trong thời điểm này vẫn nằm ở trong thềm đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà đây các bạn nhìn xem nó chỉ sát ngay Phan Thiết hơn 100 km mà thôi. Và những cái thông tin này thì báo chí trong nước đã không đăng, và không, có lẽ là không dám đăng, nên các bạn cần phải xem thêm tại những cái trang báo quốc tế như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài RFA, Đài FI, Thời báo DE và một số tờ báo độc lập ở trên thế giới thì mới có thể biết được cái thông tin sự thật đang diễn ra như thế nào đối với Việt Nam. Và con đường duy nhất để Việt Nam phải có thể thoát khỏi Trung Quốc trong thời điểm này, và đây cũng là một cơ hội rất tốt cho Việt Nam để có thể tham gia những cái hiệp ước thương mại với Mỹ, với châu Âu, và hoạt động cũng như là kinh doanh một cách bình đẳng với các nước trên thế giới, thì Việt Nam phải sớm chuyển đổi sang mô hình dân chủ và đem đến tự do cho người dân để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và các lãnh đạo Việt Nam cũng phải làm cho người dân cũng phải được như những cái nơi mà chính họ đã đưa con cháu sang đây du học và cuối cùng định cư và kinh doanh ở những nước dân chủ và tự do như Cộng hòa Liên bang Đức, như Mỹ, Canada, Pháp và nhiều nước khác. Thì đấy, điều đấy người dân Việt Nam cần phải được hưởng. Và đương nhiên cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp tục kéo dài, và khi mà Trung Quốc muốn Mỹ vào bàn đàm phán thì cái việc mà cuộc chiến đã một năm qua chưa thể chấm dứt ngay, và còn rất nhiều những cái điều
mà không lường trước được sẽ diễn ra trong thời gian tới. Và bất cứ ở hoàn cảnh nào thì Việt Nam là một cái nước sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái việc xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc cũng như sang Mỹ. Và Việt Nam cần phải cân nhắc hơn, nên đi theo con đường tự do dân chủ cùng với các nước để chống lại bành trướng bá quyền Trung Quốc, Bắc Kinh, hay là im lặng để mất dần biển đảo và các lãnh thổ của mình cho đồng chí Trung Quốc, nơi mà trước đây Việt Nam đã có lẽ đã đặt nhầm lòng tin vào họ. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ hai 26 tháng 8 2019. Và các bạn hãy để lại những bình luận và chia sẻ video này và để chúng tôi có thể phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất với những thông tin trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một sức khỏe và nhiều hạnh phúc.